Tại vì sao? Nếu không có ngồi lửa thì sẽ không có đám cháy. Chính những người mẹ này á đã chăm ngồi đốt cháy đi những cái tính lương thiện và tâm hồn trong sáng của những đứa trẻ nhỏ như vậy. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Thì ngày hôm nay là một cái video mà Phúc làm mà nó không liên quan đến cái drama dạo gần đây nữa. Đó là một cái câu chuyện về cách nuôi dạy con. Thì bản thân Phúc không phải là một người đã có gia đình, cho nên là sẽ không có một cái góc nhìn là từ cha mẹ đối với con. Tuy nhiên là Phúc đã đọc rất là nhiều tài liệu, bên cạnh đó là Phúc quan sát, tham khảo ý kiến của nhiều người. Phúc thấy là trong cuộc sống hiện nay, trong gia đình thì sẽ có những cách dạy con phổ biến như sau. Cách thứ nhất là theo cái dạng truyền thống. Có nghĩa là sao ạ? Khi mà mình sinh con ra, mình nuôi con thì cha mẹ đều là bảo bọc con, lo lắng cho con, ngay cả những vấn đề mà phát sinh xung quanh con, ví dụ như là đi ăn, đi uống, đi chơi, hay là đi giao tiếp với ai thì cha mẹ đều can thiệp vào. Đó là cái cách truyền thống. Cách thứ hai là cách mà nó hiện đại hơn một chút xíu. Đó là sẽ tạo cho con một cái tính tự lập ngay từ nhỏ. Có thể là cho con ngủ riêng khi đến một độ tuổi nhất định, hoặc là gửi con vào những cái trường bán trú để mà cho các con của mình nó học tập ở đó và nó có tính tự lập. Hoặc là ở một độ tuổi nào đó, cha mẹ sẽ để cho các con của mình có thể tự kiếm tiền từ những cái việc nhỏ nhặt nhất để mà các con mình biết quý trọng đồng tiền. Và trong những cái cách dạy con như vậy thì có một cái trường hợp, đó là trường hợp mà dạy theo cái cách noi gương. Có nghĩa là sao? Cha mẹ và những người lớn sẽ làm gương cho những đứa con của mình. Thì các bạn hình dung nha, một đứa trẻ nhỏ nó giống như là một cái tờ giấy trắng thôi. Bản thân con người chúng ta khi mà sinh ra thì là bản chất lương thiện, nhưng mà theo thời gian, dần dần theo thời gian trở đi á, thì những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh xung quanh, những cái người mà tiếp xúc với chúng ta, những cái người mà dạy cho chúng ta, làm cho chúng ta có thêm những cái màu sắc, những cái nét vẽ khác nhau trên cái tờ giấy trắng đó. Thì đứa trẻ nhỏ nó cũng như vậy. Khi mà nó sinh ra, nó mở mắt, nó biết nói, nó chưa biết gì hết. Bắt đầu nó mới quan sát, nó mới nhìn những cái người lớn, những cái người cha mẹ, ông bà, anh chị em của nó làm gì, thì nó bắt đầu nó học theo. Thì một số người cha mẹ hiện đại thì thường dạy theo cách này. Thì những người cha mẹ này sẽ làm những cái động thái là tạo những cái thói quen tốt, ví dụ như là vứt rác đúng nơi quy định. Thì lúc này đứa nhỏ nó nhìn thấy cái hành động, động thái của cha mẹ nó cũng bắt chước theo. Hoặc là cha mẹ nó giúp một cái người già yếu để đi qua đường, thì đứa nhỏ nó nhìn thấy, sau này nó lớn lên, nó đủ khả năng thì nó bắt chước theo. Nhưng mà cũng sẽ có những cái trường hợp đó là đứa nhỏ nó bắt chước những cái thói hư tật xấu của cha mẹ mình. Ví dụ như nó nhìn thấy cha mình đánh mẹ mình, nó cũng sau này lớn lên nó sẽ có xu hướng là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố đó, và có khả năng sẽ bạo lực. Có khả năng sẽ bạo lực nhưng mà không chắc chắn là 100% nha các bạn. Nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thơ của đứa nhỏ này và cái tâm lý của nó. Thì qua một cái cách nhìn tổng thể như vậy thì các bạn có thể hình dung được là cái cách dạy con nó sẽ gọi là nó tác động rất là nhiều đến cái cách mà đứa con hình thành và phát triển. Từ lúc mà khi sinh ra đến khi lúc lớn lên thì đứa nhỏ nó sẽ nhìn thấy rất là nhiều sự vật xung quanh nó, và nhìn thấy rất là nhiều người, cách đối xử của nhiều người, cách sinh sống của nhiều người, đặc biệt là cha mẹ, những người ở gần nó nhất. Và điều đó nó sẽ tác động đến nhận thức của nó. Nó nhìn thấy ba mẹ nó làm như vậy là đúng thì nó làm theo, nó bắt chước theo. Người lớn của chúng ta thường có một cái thói quen đó là dạy đứa nhỏ là sẽ phải chào hỏi những cái người lớn. Nhưng mà bản thân của những người lớn đôi khi gặp những người lớn hơn lại không chào hỏi. Thì những đứa nhỏ khi nhìn thấy những cái động thái đó thì nó cũng bắt chước và nó tự cho mình một cái quyền đó là sau này mình lớn lên, mình lớn như ba mẹ mình rồi thì mình không phải chào người lớn nữa. Mình lớn như ba mẹ mình rồi thì mình không phải chào người lớn nữa. Thì thông qua cái câu chuyện mà Phúc đang dẫn dắt mọi người thì Phúc muốn liên tưởng mọi người đến một cái câu chuyện mà dạo gần đây mọi người rất là quan tâm. Đó là trường hợp suối con trộm tiền của một cụ già bán cà phê. Thì sự việc này nó xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bà cụ bán cà phê này bán ở quận 3. Thì lúc này có một cái bà mẹ chở một đứa con của mình đến mua một cái thức uống gì đó. Thì thông qua camera thì Phúc nhìn không rõ lắm. Trong quá trình mà bà cụ cà phê này bà thối tiền lại thì người mẹ có để ý là cái vị trí chỉ đặt cái túi tiền của bà cụ này ở đâu. Thì trong khi mà bà cụ này đang lay hoay pha chế những cái thức uống đó thì đứa nhỏ này nó đột nhiên nó bước xuống xe, nó lén lén, nó bắt đầu đi vào sâu ngay cái chỗ mà bà cụ này đặt cái túi đó, và nó lấy cái túi ni lông đựng cái tiền đó ra. Và sau đó mẹ con này đã lái xe đi. Sau khi mà mẹ con người này lái xe đi thì trên cái camera nó ghi nhận lại được cái hình ảnh, và nó bắt đầu phát tán ra. Và hiện tại cơ quan công an người ta cũng đã bắt đầu vào cuộc để điều tra đối với cái hành vi này. Thì nói về pháp luật một chút, đứa nhỏ này nó có khả năng ở dưới 14 tuổi, cho nên là nó sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Nhưng mà về bản thân người mẹ, nếu mà có đầy đủ chứng cứ chứng minh rằng người mẹ có hành vi xúi giục đứa con của mình để thực hiện cái hành vi mà trộm cắp như vậy á, thì người mẹ này có thể sẽ phải chịu tội trộm cắp tài sản với vai trò là chủ mưu theo quy định tại điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Điều này làm Phúc nhớ đến một cái vụ ở một cái tỉnh Long An. Thì cái vụ này cũng tương đương như vậy, người mẹ đứng ở ngoài nổ ga đợi sẵn đứa con mình vào bên trong cửa hàng giày dép để mà có thể chọn điện thoại. Thông qua hai cái sự kiện này thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng không phải bất kỳ người mẹ nào cũng có thể dạy cho đứa con mình những điều tốt đẹp. Mà khi mà có những cái hành động của những người mẹ dạy cho đứa con mình những điều xấu nhất như thế này, thì trẻ nhỏ nó sẽ nảy sinh một cái tâm lý. Và cái tâm lý này là một cái tâm lý hoàn toàn xấu nha các bạn. Tâm lý này là cái tâm lý mà đứa nhỏ nó nghĩ rằng cái hành động đó là một cái hành động đúng đắn, hành động đó sẽ giúp ích được cho mình. Và sau khi nó lớn lên, từ cái tâm lý đó nó sẽ chuyển sang một cái hành vi. Hành vi đó có thể là trộm cắp, có thể là giết người, và có thể là cưỡng đoạt tài sản của một ai đó. Đại khái là nó cho rằng đối với những cái hành vi như vậy là một cái hành vi đúng đắn và nó sẽ thực hiện theo. Thì khoan hay bàn đến cái câu chuyện là những cái người phụ nữ như thế này sẽ phải chịu trách nhiệm gì, bởi vì chúng ta đã có một cái điều luật ở phía trước rồi, thì chúng ta sẽ bàn cái câu chuyện này dưới một cái góc độ khác, là góc độ về cách dạy con. Thì bản thân mình nghĩ là nếu như mà một cái gia đình nào đó mà có những đứa nhỏ như thế này và có ba mẹ, thì ba mẹ nên có những cái cách dạy con đúng đắn hơn, xem xét lại xem là trong quá trình mình hướng dẫn con mình, đưa con mình vào đời, thì mình cần phải làm gì đó đúng đắn hơn. Nói tới đây thì các bạn thử hình dung nha, giả sử như trong cái xã hội Việt Nam thôi nha, người mẹ nào cũng như những người mẹ này, cũng xúi con mình vào trong cái cửa hàng này, vào trong cái tiệm kia, vào trong cái chỗ này để lấy một món đồ nào đó không phải là của mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì phải chăng xã hội Việt Nam sẽ có thêm những cái tệ nạn hơn? Nhưng mà còn những đứa trẻ thì sao các bạn? Mặc dù theo pháp luật Việt Nam á, thì dưới 14 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng mà cho dù những đứa trẻ này nó đủ 14 tuổi, hoặc là dưới 14 tuổi đi chăng nữa, thì nó cũng có những cái ý thức nhất định rồi. Nó sẽ học theo những cái thói hư tật xấu, học theo những lời xúi dục của những người mẹ như thế này. Và rồi khi nó lớn lên, nó sẽ bắt đầu xúi dục con nó làm theo chính những điều đó. Có phải là chúng ta đang tạo tiền đề xấu để cho những đứa nhỏ này nó hình thành theo không các bạn? Thật sự là Phúc xem những cái đoạn video đó, Phúc thật sự là bức xúc vì cái hành vi của người mẹ, bức xúc vì cái hành vi đó nhiều hơn là so với cái hành động của đứa nhỏ lấy tiền. Tại vì sao? Nếu không có ngồi lửa thì sẽ không có đám cháy. Chính những người mẹ này á đã châm ngồi đốt cháy đi những cái tính lương thiện và tâm hồn trong sáng của những đứa trẻ nhỏ như vậy. Phải dừng lại ngay thôi. Phúc nghĩ là sự việc này phải dừng lại, và những người mẹ, những người lớn cần phải xem xét lại, cần phải để ý lại hành động của mình và tuyệt đối không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, vì nó hậu quả khôn lường lắm các bạn ạ. Thông qua video này thì Phúc cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến các quý báo và các cơ quan thông tấn xã, trong đó có báo Vietnamnet, báo Tuổi Trẻ, kênh VTC14, kênh truyền hình Đồng Tháp đã nhanh chóng đưa tin vụ việc này. Và đây cũng là một cái hồi chuông cảnh báo cho những ông bố bà mẹ đang có những đứa con nhỏ. Và Phúc không hy vọng rằng từ khóa xúi con lấy đồ trở thành một cái trending trong cuối năm 2020. Cảm ơn các bạn.